Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng trên địa bàn thành phố trong tháng 8 và tháng 9 năm 2022, với mục tiêu hướng tới là trong tháng 8 phải đạt tỷ lệ ít nhất là trên 70% đối với mũi 4 cho các đối tượng theo quy định, mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và mũi 1 cho trẻ từ 5 cho đến dưới 12 tuổi. Trong tháng 9, tối thiểu 90% trẻ từ 5 cho đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi 1 và bảo đảm trẻ được tiêm mũi 2 phòng COVID-19 khi đủ thời gian. Tối thiểu 80% trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được tiêm mũi nhắc lại mũi 3. Tối thiểu 85% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 3. Tối thiểu 80% các đối tượng có chỉ định được tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu bảo đảm an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch hiệu quả trong quá trình triển khai tiêm chủng, huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia, huy động các lực lượng trong và ngoài ngành y tế hỗ trợ triển khai tiêm chủng. Ủy ban Nhân dân các quận huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo điều tra, rà soát, lập danh sách đối tượng tiêm chủng, phối hợp với các đơn vị có liên quan trên địa bàn để điều tra lập danh sách đối tượng, tổng hợp danh sách trẻ từ 5 cho đến dưới 12 tuổi chưa tiêm đủ liều cơ bản, trẻ từ 12 cho đến 17 tuổi đủ điều kiện tiêm mũi nhắc lại theo trường học, lớp học, rà soát, lập danh sách các đối tượng từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm liều nhắc lại lần 1, đối tượng có chỉ định tiêm liều nhắc lại lần 2 để tổ chức tiêm chủng.